Vâng, mình xin chào các bạn. Thì cái clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái đôi lo mini, một đôi lo của bộ máy vàng cao cấp của hãng Tích. Thì hôm nay mình chỉ về được cái cặp lo thôi, theo cái bộ vàng mình không có sưu tầm được. Thì cái model này là Tích S300G các bạn. Thì trước mình có bán cặp Tích y như vậy, nhưng mà S300 trơn, nó không có G. Thì cái dòng G này nó khác với cái trơn á, để mình chia sẻ anh em mình luôn ha. Thì cái dòng mà trơn á, thì anh em mình sẽ thấy được bốn con ốc vít bắt ngay trước mặt lo. Còn cái dòng G thì nó thẩm mỹ hơn, thì nó làm cho một cái mình một cái lớp cao su, lớp cao su giống như cái nắp đậy vậy đó, để đậy lại cái con mắt kính nè ha, để tăng cái độ thẩm mỹ của đôi lo của mình lên đó các bạn. Đây là có một điều cũng khá là hay. Thì cái lo này nó cấu hình là một cái bát đồng trục 14 cm, và con chép đôm của nó cũng khá là bự các bạn. Con chép đôm này nó cũng không có chịu thua cái con bát đâu ha. Đó. Thì cái củ lo của nó rất là bự, củ lo nó rất là bự nha các bạn, củ lo nó gần bằng mặt luôn á. Thì đây là cái còn lại của đôi lo này. Thì trước tiên mình xin báo giá với anh em mình luôn á, là cái cặp lo này giá để anh em mình sưu tầm á là 2.800.000 đó. Thì anh em nào mà chơi qua những cái dòng đồng trục của Tích, cái dòng S này á, thì với 2.800.000 này anh em sẽ thấy rất là bình thường. Còn anh em mình chưa chơi qua thì sẽ thấy là hơi bị cao, hơi bị nhiều tiền đối với cặp lo nhỏ đồng trục bát 14 như thế này các bạn. Thì mình chia sẻ cặp lo thì mình sẽ báo giá. Thì anh em nào mà cảm thấy mình có nhu cầu hoặc là yêu thích cái cặp lo này thì liên hệ mua hàng nha các bạn. Và đặc biệt cái dòng model Tích nè các bạn, anh em mình thấy có một cái lớp, có một cái lớp cái nhện phụ á, cái này là để bảo vệ bụi bay vô cái con đó các bạn. Thì cái này thường ít có ai chia sẻ cái điều này ha, thì để mình chia sẻ anh em mình biết luôn, để sau này anh em mình có gặp á thì cũng khỏi bỡ ngỡ. Thì đa phần tới thời điểm hôm nay ha, trước giờ mình về mấy cặp thì cặp nào cũng bị mục hết. Thì cái cặp này mình sẽ để nguyên như vậy, để nguyên vậy để anh em mình về á, ở đây nó một lủng lỗ nè, thì sau này nó có bị gớt á, thì anh em mình lấy cái cọ nhỏ nhỏ anh em mình khều nó ra nha, khều nó ra để tự tay mình làm, để biết cái cảm giác chăm sóc lo với người ta các bạn ha. Thì cặp này cái ngang của nó là 16.5, sâu của nó là 10 mười mấy ta, quên nè, mấy đo mà quên tiêu rồi, chung là cả này chỉ nhớ kém quá các bạn. Sau của đó là 14.5, và nó có cái chiều cao là 24.5 mà các bạn, chiều cao là 24.5. Thì đôi lo này có giá là 2.800.000, để mình quay phía sau anh em mình xem nha. Thì phía sau của nó là cũng không có gì đặc biệt đâu, thì đây là xem tiếp tiên là một cái con tem của nó, thì nó là hai quay nha, trở kháng là 6 ohm. Thì đặc biệt á, những cái lo mà dòng của máy vàng mini á, máy vàng nói chung á các bạn, thì đều là 6 ohm, và lo này công suất cũng hơi bị bự ha, từ 50 đến 100W đó các bạn, với một cặp lo cái lo đồng trục 14 cm mà công suất từ 50 đến 100W, rất là khủng ha, rất là ghê luôn ha. S300G thì đi theo cái cặp lo này á, nó sẽ có một cái bộ vàng mini 4 thớt nha các bạn, nhưng mà mình chỉ về được cái cặp lo thôi, bộ vàng mini mình không có sưu tầm được. Cái 4 thớt nó có là gì ta, âm ly nè, CD nè, MD nè, và cái tuner 4 thớt, đủ rồi hả. Thì cái thùng góc cạnh nó còn khá là đẹp nha các bạn, không có bị nở nha, điều quá nó bị cắn cái góc nhỏ xíu nè, mình có xử lý cho anh em mình nè. Thì cái điều này với cặp lo bãi thì khó mà tránh khỏi các bạn, khó mà tránh khỏi đó. Thì mình sẽ quay cận chi tiết luôn để anh em mình xem ha, để anh em mình sau này khỏi cái thắc mắc cho nó rõ ràng. Thường mình làm clip mình hình ảnh mình rất là rõ ràng mà cụ thể ha, giá cả đều báo hết anh em mình hết hả. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái lo còn lại của nó nha. Đó. Thì hai cái thùng lo còn sắt cạnh như nhau, rồi sắt cạnh như nhau các bạn. Giá để anh em mình sưu tầm cặp lo này là 2.800.000. Đó. Một cái con đồng trục 14 cm mà con chép đôm nằm chính giữa, rất là bự và rất là gấu. Ở dưới nó có hai cái râu nha các bạn, hai cái râu này giống như hai cái râu của ông Tề Thiên Đại Thánh vậy đó các bạn ha. Hai cái râu này nó dài, không nó cong xuống đó các bạn. Nói chung là nó làm cũng độ thẩm mỹ nó hơi bị cao đó các bạn, hơi bị cao. Rồi đây là cái thùng phía sau đó các bạn. Thì
thùng liên lạc nha, thùng liên lạc đó. Để coi nha, chỗ này nó hơi bị mẻ xíu nè, hơi bị mẻ xíu nha, để mình quay anh em mình xem nè. Đó, có chút xíu là siêu rồi nha. Đó, để mình quay á, quay cụ thể rồi đó anh em mình xem thì cho nó rõ ràng này, để mình mua cái sản phẩm của mình thì cũng biết nó như thế nào nha các bạn. Nói chung là 2.8 triệu, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thì đây là cái e căng của nó nha. Thì e căng của cái dòng tích 300R này các bạn, cái model này thì cái mặt e căng ở dưới nó hơi nhô ra chút xíu. Còn cái 300 trơn thì nó phẳng lì luôn ha. Và cái tem của tích 300 trơn thì tem nó hình vuông, hình chữ nhật ha, hình chữ nhật. Và cái con R này thì nó cái đế nó thì giác hình oval ha, hình elip á, anh em hay gọi là elip. Thì lưới còn đẹp ha, không bị lủng ha, không bị lủng. Còn đẹp, còn nguyên zin luôn. Đây. Nói chung là cặp lo này nguyên zin hết tốt ha các bạn, hết tốt, giá là 2.8 triệu. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái nhân vật thứ hai là nhân vật để làm cái con này hát nãy giờ đây. Thì đây là cái con âm ly Kenworth ha, Kenworth nha các bạn. Thì cái con âm ly này cũng là hàng bãi luôn. Thì trước tiên mình sẽ báo giá cho anh em mình luôn ha, để anh em mình nắm. Thì giá cho con âm ly này anh em mình sưu tầm là giá 900.000, phù hợp anh em mình nghe nhạc chữa trái và giá rất là bình dân. Thì con âm ly này nó sử dụng hai con STK. Để mình quay cho anh em mình xem nha. Không biết có dễ nhìn không? Khó nhìn quá các bạn. Anh em mình thấy là có hai con STK đen con, đen con nè, để mình đọc anh em mình xem nha. STK 401081 ha, 401-081 hai con. Đó. Thì cái con này đặc biệt là nó đây là cái ngõ input của nó mình dặn nè, mình dặn nè các bạn. Đó. Mình dặn nó là nó sẽ chọn được cái ngõ input nha. Tab nè, AM nè, video nè, CD nè. Đó, AUX nè, mình đang nghe AUX nha các bạn. Đây là cái volume. Thì ở đây nó không có cái phần chỉnh bass chép nha các bạn, không có phần chỉnh bass chép. Nó chỉ có là cái hiệu ứng nè, hiệu ứng anh em mình xem nha, để mình quay để camera gần lại. Nó có cái gì mà giải mã stereo rồi music movie gì đó. Thì mình nhắn ở chỗ nào thì nó sẽ có một cái dạng nhạc khác nhau. Để mình nhích lên đây mình xem nha. Đó. Nè. Đó. Đổi nè. Đổi nè. Đổi nè. Giờ ngồi xa xa chứ nha. Các bạn thì theo mình nghĩ nếu mà để nghe nhạc bình thường thì mình chọn cái này đi. Đó. Thì đặc biệt ở đây nó có hai cái cổng mic ha, mic 1 và mic 2 để cho anh em mình nè. Mic 1 và mic 2 thì cái mic đó hiện tại mình không có mic có dây, cho nên mình không có test chia sẻ anh em mình được. Thì ở đây có cái echo luôn, nó có echo nha. Echo này nó có cái level, cái echo này để mình nhắn anh em mình xem. Đó, nó lên số 1 2 3 gì đó các bạn. Nói chung nó tùm lum hết. Thì anh em mình về mình mò mình dọc thêm nha. Và cái âm ly này nó có hỗ trợ mình thêm một cái táp nằm đây à. Thì cái táp này hiện tại nó không có chạy ha. Thì đa phần những cái con mà hàng bãi về cái táp nó sẽ bị một dây Google đứt hết rồi, cho nên mình không có sử dụng được. Thì anh em mình muốn sử dụng thì phải thay dây Google. Thì nếu anh em mình khéo tay có thể mua dây về tự thay, hoặc là ra thợ thay các bạn, cũng mấy chục ngàn đó. Thì cái này do cái con linh này giá trị nó không có cao, thì tiền công đi tới đi lui, tiền thợ nữa thì nói chung mà cũng nó cũng mất nhiều thời gian. Và cái theo mình nghĩ là cái tám này bây giờ ít anh em là dùng lắm. Thì anh em mà có nhu cầu á, sử dụng con linh giá rẻ ha, giá tốt, giá bình dân á, để anh em mình nghe nhạc vui vui đó các bạn. Thì sưu tầm con này cũng rất là tốt ha. Ở dưới này là cái điều khiển ha, tua đi tua lại nè. Và cái nhắn tắt cho cái băng này. Đó. Thì con này con Lee Kenworth này GX-V5 nè các bạn. Thì con này giá là 900 ngàn nha. Giá là 900 ngàn. Và con cặp loa TX-X300G này á thì giá là 2.8 triệu nha.
Bây giờ mình sẽ quay cái phần phía sau cái con ly này để chia sẻ anh em mình nha. Thì con này hàng bãi về size nó rất là to nha các bạn, để mình đo anh em xem nè. Đó, hai găng tay của mình nha. Và cái chiều ngang của nó là size chắc 43 đó các bạn. Size chắc 43 thì nó cao tầm 10 cm. Cao tầm 10 cm nha các bạn. Và mặt ngoài cũng khá là đẹp, thiết kế màu đen và nó bo công vậy nè, nhìn cũng rất là ấn tượng ha. Mạnh mẽ mà nó rất là sâu. Thì con này cầm cũng rất là nặng nha các bạn, rất là nặng. Thì ở phía sau nó gánh đánh được hai cặp lo nha các bạn. Ở trên nó trên này cái dàn trên này mình nghĩ nó đánh cái lo form á, để anh em mình hỗ trợ anh em mình xem phim á ha. Thì đánh từ 8 đến 16 ohm, còn hai cái lo chính ở dưới thì nó đánh từ 6 đến 16 ohm nè. Hai lo chính ở dưới đánh từ 6 đến 16 ohm, còn hai lo trên thì nó đánh từ 8 đến 16 ohm, nói chung là rất là dễ ghép lo. Thì ở đây là nó có mấy cái cổng vào các bạn, 1 2 3 4 5 5 cái ngõ vào ha. 5 cái ngõ vào cho anh em mình luôn. Anh em mình muốn nghe FM thì cắm dây điện vô đây thì để bắt FM nha. Thì đây là cái model của nó nè, công suất của nó 135W nha các bạn, 135W. Thì con này là hàng bãi nha, hàng bãi duy nguyên bản hát tốt. Thì nó có rất là nhiều hiệu ứng âm thanh, anh em mình về có thể tự dọc tự mò nha. Đó, thì mình sẽ giới thiệu con anh em mình về cái thông tin ha, về thông tin cái tình trạng máy và báo cáo giá cho anh em mình rồi ha. Thì giá con này là 900.000, anh em mình mà có ưng á thì chốt nhanh cái con ly này để người ta mua mắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào test cái con ly Kenwood này với cặp loa tiếp này nha các bạn. Mình đang chọn cái hiệu ứng nghe nhạc đó các bạn. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái siêu màu. Bên giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Vâng thoáng đời chờ người sao chẳng đến, hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dưa đầu chưa có ngắn hát tên. Đây là cái dây lo của nó nha các bạn, anh em mình nói mình ghép dây bậy bạ vô. Bạn cũ xa rồi có người về đất buông xuôi, năm ba đứa dạt phương trời, hai đứa chờ đâu quân năm tới. Về ơi hát gì điều nhạt lắm ly, khóc người bên miền sơn khê có nhân đi bao giờ. Các bạn thì vừa rồi mình test, mình giới thiệu anh em mình một cái đôi lo tít mua bên đây là S300G. Thì con này là giá là 2.8 triệu ha, và con ly này giá chỉ có 900.000 thôi các bạn. Con ly nó bự và nó nặng hơn cặp lo rất là nhiều, nhưng mà giá chỉ có 900 thôi, và hàng bãi xịn chưa qua sửa chữa nha. Thì anh em mình có nhu cầu thì liên hệ mua hàng chốt nhanh con ly này nha, để người ta chốt mắt. Và với cái cặp lo này á, anh em mình á về á, để mình tắt nhạc đây. Mình đây là mình sẽ nói rõ anh em mình xem nha. Ở đây là một cái lớp màng phụ
để chống bụi ha, chống bụi cho cái con lo này. Thì cái này thì chung là bên Nhật người ta kỹ quá cho nên người ta làm đó các bạn. Thì bây giờ nó một ha, mang một chục cặp là một hết một chục cặp. Thì anh em mình về á ha, thì anh em mình về á thì lấy cái cây nhỏ nhỏ giống cây đũa vậy đó, khiêu ra và lấy cái cọ quét ra các bạn. Thì trong cái quá trình quét anh em mình để nghiêng cái lo xuống vậy nè ha, nghiêng cái lo xuống như này các bạn, thì để tránh cái tình trạng là cái bụi của cái mèn này nó rớt vô cái con. Thì nói chung là rớt cũng không có nhậm gì, thì mình kỹ cho nên mình cố gắng mình làm cho nó khoa học một chút xíu nha. Đó, vì là cái lo bãi về nó còn nguyên vậy thì mình sẽ để vậy cho anh em mình, còn anh em mình á mà nhát tay á thì mình có thể mình xử lý cho anh em mình luôn ha. Thì giá đôi lo này là 2,8 triệu, với cái giá này cũng rất là mềm đó. Anh em nào biết chơi sẽ thấy cái giá này rất là mềm đó. Anh em mình có nhu cầu liên hệ số điện thoại dưới góc trái màn hình nha. Rồi giờ mình xin kết thúc cái clip này tại đây. Mình cảm ơn anh em mình đã quan tâm theo dõi clip của mình xin chào tạm biệt các bạn.